cá kho anh này, 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 cá người ta cho nữa. Cho đó thôi ơi, đâu có cá. Dạ mà có mướn chút. Dạ ngày bữa này bằng ngày hay là hết vườn này ông Năm? Bằng hết cái vườn này trả 400 ngàn. 400 ngàn hả? Ừ. Này làm mấy ngày hay ông Năm ha? Này làm chắc cũng 3 ngày. 3 ngày hả? Ôi cực dữ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng cô bác quý anh chị đây là nhà của dì Bảy của Bùi Hồ. Thì hôm nay thì đến đây và trong để thăm nhà dì Bảy. Và được theo hoàn cảnh của dì Bảy giới thiệu thì có nhà, có một ngôi nhà nhỏ, trong đó có một ông cụ với bà cụ sống với nhau. Hai ông bà tự nuôi dưỡng nhau, và đặc biệt là ông hàng ngày ông làm cỏ rồi đi hái đọt mồng tơi để bán để mà nuôi bà. Vậy thì cái hoàn cảnh như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng vô nhà nhờ dì Bảy dắt đi lại nhà đó nha. Con dì Bảy đi lại ơi. Đi cái canh. Đi. Ông cụ đó, ông cụ với bà cụ đó sao vậy? Ông với bà ông chồng trước bả thì mắc, gặp ông sau 4-5 năm rồi đang ở nuôi bệnh bả đó. À bả giờ bệnh gì? Bệnh tai biến. Bây giờ chỗ một con cái nghèo đi làm ăn xa hết trơn rồi. Ê, hai vợ chồng làm gì sống? Hai chồng ổng thì đi mần cỏ hái mùi tơ. Dạ đây là bà. Ôi. Bà Năm. Ôi ngôi nhà này cất lâu chưa vậy bảy? Mấy năm rồi. 7-8 năm hả? Nhà của người ta cho nữa. Ta cho. Nhà nước cho. Rồi mấy người con của bà Năm sao? Mấy người con thì làm mướn ở xa hết rồi. Nó vô trong bà. Con chào bà Năm. Bà Năm năm nay nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi hả? Ừ. Rồi hằng ngày trước đây bà Năm làm cái công việc gì? Làm mướn không hả? Mướn, mình có mướn. Rồi ông Năm đâu rồi bà Năm? Mình có mướn, mình có dừng ít chứ. Mà đi lâu chưa? Đi thôi giờ vậy đó. Dạ, ông Năm thì ngày làm được nhiêu tiền? Ông ngày làm ngày 200 ngàn. Thì sáng nay bà Năm ăn cơm chưa? Ăn mấy muỗng cơm hả? Dạ. Ăn được mấy muỗng hả? Ráng được mấy muỗng, ăn không ngon lành đó. Ăn với gì bà Năm? Cho cá lóc nhỏ với kho ăn qua đây còn. Dạ trời ơi. Thì bệnh gì có đi khám gì không? Có đi khám, đánh thuốc với hồn y uống. Rồi tiền đâu mà bà đi năm đi khám? Không có mướn đó. Mỗi đợt đi khám nhiêu tiền hả bà Năm? Khám rồi là còn 100 mấy ngàn. Ở đây con liên lại kêu ông Năm về để hỏi kỹ hơn. Ông Năm mần mít ở đâu? Dưới này hả? Ừ. Dì Bảy biết không? Ông mần có dựng mít ở dưới kia kìa. Đây à, con đi rồi, lát chút xíu nữa con lại bà Năm ha. Ừ. Thì sáng giờ ông Năm chắc cũng làm sáng giờ quá. Làm gì? Làm cỏ mướn hả? Làm cỏ mướn rồi ta. Hay gặp cỏ mình chết, mướn sống mà còn bệnh hoạn. Rồi con cái gì không có lo được sao vậy? Con cái thì đứa nào cũng khổ trên đi mặn mướn, rồi con thì dòng cháu cũng đi mặn mướn hết trơn, nghèo chết luôn. À. Ôi hai người hai vợ chồng chấp nối ở lâu chưa? 6 năm mà. Bà mới phát bệnh 2 năm nay. Dạ. Là ông chồng là sao? Ông chồng của bà Năm đó. Ông chồng bà Năm, ông này ông sao? Ông trước kìa. Ông trước mất rồi. À. Nãy con thấy bàn thờ ở trên đó hả? Ừ. Thờ bên trên đó là ông chồng của bà, ông chồng sao. Ồ, con chào ông Năm. Dạ. Làm cỏ hả ông Năm hả? Dạ, làm cỏ chứ. Nãy con có lại bà Năm rồi cái con gặp bà Năm nó ông đi làm cỏ. Dạ. Ông làm cỏ mướn cho ta hay sao? Dạ, mà có mướn chứ. Dạ, ngày này bằng ngày hay là hết vườn này ông Năm? Bằng hết cái vườn này trả 400 ngàn. 400 ngàn hả? Ừ. Này làm mấy ngày hay ông Năm ha? Này làm chắc cũng 3 ngày. 3 ngày hả? Ôi cực dữ. Ừ.
cái công việc này ông làm nhiều không, thường xuyên không? Này cũng mần cũng lâu lâu mới mần được. Với cái nghề thì gài gặp chuột. Dạ. Hàng đêm cũng kiếm ký, hụt ký gì đó. Giờ bán được nhiêu tiền? Bữa cũng được 50, 40. Dạ. Ông năm ra làm sớm giờ đó hả? Làm được nhiêu đó hả? Mới làm nhiêu nè, mà mặn mà bị trời chứng mưa. Dạ. Thôi bây giờ hai ông cháu mình chút xíu, bây giờ gần trưa nghỉ trưa lại nhà ông cái đi không năm ha? Dạ. Dạ. Ông năm đi sáng giờ hả? Dạ, đi mặn sáng giờ chút. Dạ. Ông năm năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. 62 hả? Dạ. Rồi 62 cũng còn khỏe quá ông năm hả? Thì con nghe nói bà Năm nói là bị bệnh vậy rồi tiền con ngày có khoảng trăm mấy. Thì có đủ tiền đi khám bệnh gì không? Có đủ rồi chú ơi. Cũng nhờ chồng sớm người cho mới vậy đó. Dạ. Rồi em cứ bả cho thêm rồi đi bệnh viện cũng năm ngoái năm nay đi cũng cả mười mấy lần rồi. Dạ. Mỗi lần vậy tốn nhiều tiền không Năm? Một lần cũng chịu vô ngoài nha. Sao ngã vậy rồi, con cái có cấp dưỡng gì cho ông với bà không? Vì con nó nghèo quá, nó có đâu cấp dưỡng. Không có hả? Ông Năm với bà Năm là ở với nhau gì, có con không? Không. Nhà ông Năm rồi, không có con, bị gặp nhau cũng lớn tuổi rồi. À, chỉ có làm bạn, bầu bạn nhau thôi không Năm ha? Ừ. Dạ, vô nhà đi ông Năm. Chứ đâu có con cái gì đâu. Dạ. Đây là trước đây bà Năm là rửa chén đồ mướn vậy đó hả? Dạ, ngồi đi ông Năm. Rồi ông Năm ăn cơm chưa? Chưa. Ngồi xích vô bà Năm đi, cho tình cảm. Rồi bà, ông Năm là 63 hả? 62. Còn bà Năm là bao nhiêu? 63. Ôi, hai ông bà già khổ quá. Ở nhà tôn mình có nắng nóng dữ không Năm? Ồ, nắng là đi chạy ngoài đó. Dạ. Vì nó thấp đó, và hai bên cao đó. Nóng. Tiết giờ không cho mà. Trời. Lúc trước thì bà Năm chưa ngã bệnh thì hai ông bà có thể tự sống được mà đúng không? Ừ, tự mặn mướn mà. Dạ, rồi có đất cát gì không? Không. Dạ. Ngã bệnh là 2 năm nay. 2 năm rồi, trên 2 năm luôn. Rồi bác sĩ nói sao ông Năm? Sợ giờ 5-6 chứng bệnh mà ngập cái là bác sĩ kêu cho tai biến không cho. Là chừng nào đi không được mới cho. Rồi có sổ hộ nghèo gì không? Có cận nghèo. Cận nghèo. Ừ. Rồi ơi, rồi mỗi tháng được nhiêu tiền? Đâu có đâu. Bây giờ đâu cho, hồi đó có sổ hộ nghèo. Tôi thấy bà hết bệnh đi mà mướn đồ có tiền cái cắt sổ lại. Được nhà này người ta rút hộ nghèo lại. Cất được cái nhà này. Cất cái nhà cái rút sổ hộ nghèo lại. Dạ. Nhà 167 đó. Rồi bà Năm là đâu đi đứng gì được nữa, hai tháng mấy tháng mấy năm nay đâu đi đứng hả? Đi đâu đi. Ông đỡ. Ông đỡ ngồi vậy. Rồi. Vậy đó. Thế mấy cấp đó. Dạ, dạ, ăn uống gì là ông đút bà Năm hết hả? Không, không có đút, nhưng mà bà múc được. Dạ. Nhưng mà có một cái ngồi vậy nó đỡ. Ờ. Đỡ rồi mình đỡ đứng vậy nữa. À. Cái này có kêu nhiều không có trời. Bé bầm tay chân hết trơn đi hả? Ừ. Té nè. Trời. Ờ, hồi nãy con xuống này con không con xuống nhà ghé nhà dì Bảy thôi, rồi ông Năm có số điện thoại gì không? Có. Số điện thoại số mấy ông Năm? Không nhớ số rồi chú bấm mày. Dạ. Về cái xuống ấy cũng có trong này nè. Dạ, sáng nay ăn cơm gì đây? Này là nồi cơm của mình đấy hả? Ừ, nồi cơm. Ra. Cá kho. Ai ngày cá ta cho nữa. Cho đó. Ê ơi. Đâu có cá. Con này là nồi cơm điện mình. Ông rau mà không được. Mà không có rau gác vậy đó hả? Không có rau hả? Đâu ăn đâu hái, tao đi hái được còn không? À. Rồi, ơi ơi, củi đó là sao? Củi này là sao? À, củi chắc không. Dạ. Củi đó là làm gì ông Năm? Sắt thuốc nam hả? Ừ, cho bón thuốc nam chú. Thuốc nam đâu? Ông nấu luôn hả? Ừ, nấu luôn. Rồi cái dáng này đi nguy hiểm quá ông Năm. Nhà sao nè. Bước nguy hiểm lắm cô bác quý anh chị. Nhà không ăn nè, nó
cho bà uống thường xuyên này chứ. Này tốn tiền không? Ba con bịch luôn. À, không, cái này mình đi thỉnh. Dạ. Đi thỉnh về nấu uống chứ đâu có tốn tiền. Ừ. Dán ngoài sau đi thấy nguy hiểm quá. Vô cắt tiền sau có tiền cắt lại không? Dạ. Trời ơi. Nghe không ngày con nghe dì Bảy con nói. Dì Bảy nói con có dịp thì tại con đi làm nên con ít có dịp về đây để mà ghé ghé thăm bà. Thì hôm nay mới có dịp ghé con mới thấy hoàn cảnh mình khổ quá. Rồi số điện thoại số mấy không Năm? Để con nhá máy qua con hả? Rồi ông không nhớ số điện thoại của mình luôn. Ông không biết. Tôi không nhớ đâu. Dạ. Rồi hàng ngày chi tiêu mỗi ngày là mình khoảng nhiêu tiền hay ông Năm ha? Một ngày thì nó nào ngay mặn á hả? Dạ. Mặn thì nói chung thì khi tuần lễ mặn cũng không được. Ê con nói chi tiêu tiền mình xài á? Xài á thì ngày cũng 40-50 ngàn, 70 ngàn gì đó, ăn uống này kia vậy đó, thuốc men. Dạ. Khổ quá. Thì hôm nay thì con đến đây thì quay để cho mọi người, cô bác, anh chị ở cộng đồng mạng có thấy thì giúp đỡ cho hoàn cảnh ông Năm với bà Năm. Thì đây là cái số điện thoại trực tiếp của ông Năm, 037-58-33-298. Thì ông Năm có giữ số điện thoại thì có ai liên hệ giúp đỡ ông Năm thì giúp đỡ. Còn liên hệ trực tiếp đến địa chỉ ở đây là ấp Tân Hội, ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, ngồi gần là đi ông Năm. Ông Năm ơi, thì hôm nay con đến đây đó thì con thăm đến hoàn cảnh của ông với lại bà Năm, cho con ủng hộ. Và ở đây thì con có của Mạnh Thường Quân, thì con xin thay mặt anh Hoàng là Việt Kiều Mỹ, thì gửi ông Năm cho bà Năm uống hai hộp sữa. Hai hộp sữa này uống tốt cho cơ thể, nhất là xương về yếu như bà Năm bồi bổ cơ thể. Với lại chị Nga ở Mỹ. Ồ, chị Nga là Việt Kiều Úc, gửi cho ông Năm với bà Năm, thay mặt gửi cho ông Năm với bà Năm là 1 triệu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đoàn. Dạ. Dạ. Con thì chỉ là cầu nói thôi. Chị Nga ở cảm ơn chị Nga. Với anh Hoàng ở Mỹ. Với anh Hoàng. Mỹ. Dạ. Thì lát cái sữa này đó, khi mà con nói luôn ông muốn là khi mà thì cái ly của mình đó ông Năm. Yeah. Ông lấy một muỗng ha, một muỗng ở trong này nó có sẵn. Yeah. Ông đổ vô nửa ly của mình, pha ấm nước ấm thôi. Một muỗng ha. Dạ. Rồi uống. Rồi cho bà Năm uống vào buổi sáng thì sau khi ăn thì đó. Uống sữa ấm thôi, mà mình đừng có pha nóng quá nó mất cái chất sữa. Ấm thôi ăn. Dạ, nói với chị Nga luôn thì số tiền của chị gửi cho em 2 triệu thì em gửi cho ông Năm 1 triệu. Với lại hôm trước thì có một cái hoàn cảnh của chú kia em không có quay, mà em gửi 500, với lại em gửi cho anh Hiếu bắt cá ủng hộ anh 500. Cảm ơn ông Năm, chúc ông Năm luôn có sức khỏe lo lắng cho bà Năm nha. Nếu như mà Mạnh Thường Quân có ủng hộ thì con sẽ liên hệ trực tiếp với con, thì con sẽ gửi cho ông Năm. Con sẽ quay lại thăm ông Năm với bà Năm một lần nữa. Dạ. Rồi con chúc bà Năm sức khỏe nha. Bà Năm muốn nói gì không? Cảm ơn chú. Cảm ơn nè. Chú. Dạ. Cô Nga với ai đó. Dạ dạ. Với cái lưỡi nó cứng quá nói không được. À bị tê lưỡi. Rồi con cảm ơn ông Năm. Rồi con chào bà Năm luôn nha. Rồi. Cảm ơn dì Bảy đẹp gái.